Và cũng trong sáng ngày hôm nay, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã tham gia triển lãm du học Trung Quốc 2023 với sự có mặt của 52 trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Đây là ngày hội lớn nhất về du học Trung Quốc được công ty VMIS tổ chức tại Việt Nam. Nhiều bạn trẻ tới sự kiện để tìm kiếm cơ hội học tập tại đất nước tỷ dân này. Lần đầu tiên, các bạn trẻ có cơ hội được giao lưu trực tiếp với lãnh đạo và bộ phận tuyển sinh của những trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc như là Đại học Thanh Hoa, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đại học Nam Kinh hay Đại học Thượng Hải, v.v. Để trao đổi những thắc mắc liên quan tới cơ hội du học của bản thân, người tham gia có thể nộp hồ sơ tại chỗ và được nhận hàng nghìn suất học bổng, trong đó thì có rất nhiều suất học bổng toàn phần trực tiếp từ các trường đại học tham gia triển lãm. Theo Navigos Group, thì tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam, xu hướng tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung đã tăng cao từ cuối năm 2021 và dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới đây. Trước xảy ra dịch bệnh COVID-19 thì có hơn 13.500 du học sinh Việt Nam theo học tại Trung Quốc. Năm 2023, nhiều trường đại học ở quốc gia tỷ dân này đã đưa ra chính sách và hoạt động để thu hút du học sinh các nước. Hôm nay các bạn đến đây để được chạm vào ước mơ của mình, được hỏi trực tiếp ban tuyển sinh nhà trường rằng điều kiện để được vào nhà trường là gì và họ phải phấn đấu như thế nào để mới có thể là có được một tấm vé để bước qua cánh cửa của những trường đại học danh giá nhất ở Trung Quốc như thế.